Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Những mẫu chuyện bên thầy tiếp theo. Tiếp theo là mẫu chuyện Bức Thư Hồng. Trước tình hình căng thẳng, Đức Thầy từ chiến khu miền Đông cấp tốc trở về miền Tây, tạm đặt văn phòng quỹ viên đặc biệt ban hành chánh Nam Bộ tại nhà ông chủ bộ thôn Phú Thành, quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên đã được 8 ngày. Mấy ngày sau đó, Đức Thầy nhận được cùng một lúc hai lá thơ. Một là của Trần Văn Nguyên, đặc phái viên chính phủ, kiêm kiểm tra chính trị miền Tây Nam Bộ, và một của Bộ Vinh, chỉ huy trưởng quân sự tỉnh Long Xuyên, gồm đại đội 66 và chi đội 22 vệ quốc đoàn Việt Nam. Thế là 7 giờ sáng ngày 13 tháng 4 năm 1947, nhằm ngày 22 tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi năm 1947, đoàn của Đức Thầy với 10 người xuất phát từ văn phòng tại Phú Thành, ghe chèo theo con rạch ngọn Ba Răng tới chợ làng An Phong. Trần Văn Nguyên xuống tận bến sông tiếp đón Đức Thầy lên điểm hẹn. Tại đây đã thương thảo thành lập ngay một ban hòa giải. Bên phía Việt Minh gồm có: một, giáo sư Trần Văn Nguyên, thanh tra chính trị miền Tây, kim đặc phái viên chính phủ. Hai, ông Bụ Vinh, ủy viên quân sự tỉnh Long Xuyên, kim chỉ huy trưởng đại đội 66 và chi đội 22 vệ quốc đoàn Việt Nam. Ba, thư ký và hai thành viên của văn phòng. Bên phía dân xã Hòa Hảo gồm có: một, Đức Quỳnh giáo chủ, ủy viên đặc biệt ủy ban hành chánh Nam Bộ. Hai, ông Mai Văn Dậu, động lý văn phòng ủy viên đặc biệt. Ba, ông Ngô Trung Hưng, tức Lâm Thế Sương, trưởng ban hòa giải tỉnh Long Xuyên. Bốn, ông Quỳnh Hữu Thiện, thơ ký. Năm, ông Lâm Ngọc Thạch, tùy viên đánh máy. Sau vài mươi phút hội kiến, Đức Thầy lên diễn thuyết tại chợ An Phong. Trên cánh tay của Đức Thầy và Trần Văn Nguyên đều có đeo băng vải đỏ có ngôi sao vàng. Đức Thầy kêu gọi hai bên Việt Minh và dân xã Đảng nên dẹp gác mọi tị hiềm cá nhân để tập trung sức lực chung lo cho việc dân, việc nước. Đức Thầy ngâm lên bài thơ Đồng Đảng Tương Tàn. Có đoạn đầu bài thơ do ông Bùi Trung Tính, tức hai tuổi ở An Phong, Đồng Tháp, và ông Tám Vui ở Hòa Hảo cung cấp lúc sinh thời, nhưng không có trong thi văn giáo lý toàn bộ hiện giờ. Bức thư ấy như sau: luật nhân cùng với luật trời, trốn sao cho khỏi hỡi người tà gian. Bức thư hồng đôi lời nhắn gửi, ai là người vượt khỏi tam quy, phạm nhầm ngũ giới thẩm quy, sao không nhớ thiết từ bi của thầy. Trong nhân loại kẻ dày người khác, kẻ hiền lương người ác dãy đầy, nhưng mà tạo quá dằn xây, người hiền sẽ gặp mặt thầy ngày sau. Ai bày chuyện đớn đau sâu xé, ai chủ mưu chia rẽ nhân tâm, nghĩ si nhân loại khóc thầm, chồn dầu thọ chết là mầm thương nhau. Bấy lâu nay gòi trao đức hạnh, tại ai mà tâm tánh đổi thay, giết người sao chẳng gớm tay, mong gì đắc quả Phật đài hiển dinh. Kẻ đã chết tội tình gì lắm, mà nhẫn tâm xô đẩy dòng sông. Than ôi bác ái đại đồng, biết sao cho được chung lòng Bắc Nam. Người đồng đảng giết người đồng đảng, ai diệt binh cộng sản là ai. Đương cơn quyền lợi đắm say, anh hùng chí sĩ râu mài thế ư. Đường muôn dặm lời thư một khúc,
giờ giặc đà tá túc nhà ta, ai ra nâng đỡ sơn hà, ai ra cứu vớt nước nhà lâm nguy. Phát xích sẽ tầm tri tàn sát, không đảng nào mà thoát tai ương. Nghĩ càng bực tức đau thương, giết nhau để lợi cho phường xâm lăng miền Đông năm 1946. Giọng của Đức Thầy ngâm trầm buồn, như thống trách, như thiết tha. Mọi người thấy nghe cũng rưng rưng xúc động. Đức Thầy rời diễn đàn trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Ông Trần Văn Nguyên phát biểu sau đó, nội dung kêu gọi đôi bên đoàn kết để chung lo cho đại cuộc của quốc gia. Cuộc diễn thiến kết thúc, mọi người vào dùng cơm chung tại căn phòng nhà của ông chủ nhì trong chợ. Rồi Đức Thầy chia tay về nghỉ trưa tại nhà ông hội trưởng xã An Phong. Đông đảo tín đồ tề tụ lại thăm hỏi Đức Thầy sau 5 năm trường xa cách. Một tín đồ biết Đức Thầy hiện là ủy viên đặc biệt trong Ủy ban Hành Chánh Nam Bộ nên đưa ra câu hỏi. Bạch Thầy, tình hình hiện nay là khá căng thẳng. Rồi đây, mình có theo Diệt Minh Trăng, thưa Thầy? Đức Thầy không trả lời ngay câu hỏi của người tín đồ đó, mà Ngài ngửa mặt lên trời, rồi ngâm hai câu giảng trong Tứ Thánh như sau. Thiếu tướng bắt sĩ làm vua, cờ ai đánh dậy mà thua uổng tiền. Người tín đồ khác đặt thêm câu hỏi. Bạch Thầy, nếu như Diệt Minh lấn lướt mình mãi, mình có tự vệ chống lại họ không? Đức Thầy đưa ra giải pháp thay cho câu trả lời. Không theo mà cũng không chống. Nếu chống lại, sự thiệt hại về nhân mạng sẽ tăng lên gấp 10. Bằng không chống, tức là nhẫn nại, thì chỉ thiệt hại đôi nghìn. Nghe Đức Thầy nói xong, tôi tiếp tục hỏi. Thưa Thầy, ông Bộ Dinh lúc nào cũng lộ rõ sự căm thù mình. Cả nơi đơn vị của tôi đóng quân, ông Bộ Dinh thường cho quân đóng gần bên, cố tình gây hấn. Tôi cho di quân nhiều lần rồi, nhưng sự việc cứ tiếp tục tái diễn. Vậy phải làm sao đây, Bạch Thầy? Đức Thầy khuyên nhủ. Cứ cố khuyên anh em chiến sĩ dán nhẫn nhục người ta đi. Hãy nói cho anh em ý thức. Vì lợi ích chung của đất nước nên bình tĩnh, hãy tiết kiệm xương máu của chiến sĩ, đừng để đổ máu vô ích, nghe chưa? Tôi gật đầu vâng lệnh. Dạ. Đức Thầy liền cất giọng ngâm lên hai câu thơ trong bài Để Trơn Đất Bắc như sau. Cả kêu lớn nhỏ đệ huynh, từ đây nhẫn nại chống kình làm chi, thuật theo lời của ông Lâm Thế Sương. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện ông trưởng khuynh quy y. Sau ngày Đức Thầy khai đạo vào cuối tháng Giêng năm Canh Thìn năm 1940, Đức Thầy cùng mấy vị tín đồ là ông Biện Đài, ông Hương Quảng Diệp, ông Hai Báo và ông Biện Hùm. Mỗi người chạy một chiếc xe đạp lên Mương Kinh, làng Phú An, Tân Châu, Châu Đốc, ghé nhà ông trưởng khuynh để khuyên ông quy y vào đạo. Ông trưởng khuynh từ chối, nại lý do. Tôi còn nặng nợ với gia đình nên chưa thể quy y với thầy Tư được. Cả ba lần, ông khuynh cũng đều từ chối y như vậy. Thấy thế, có người tín đồ cùng đi với Đức Thầy hơi bất bình và nói, Bạch Thầy, anh trưởng không muốn quy y thì thôi. Có lần thầy đã nói, tu không tu cũng không bề thịnh. Sao thầy cứ nhắc nhở, động viên ảnh hoài vậy? Đức Thầy nói như để lưu ý mọi người. Đành rằng là vậy, nhưng một khi ông trưởng quy y theo đạo, thì ba bốn ông tu chạy theo cũng không kịp nữa nghe. Đến sau, ông Múc Thôi, tức là ông Lê Tấn Tài, ở quận Chợ Mới, là em rể của ông trưởng khuynh, đi qua Hòa Hảo để viếng thăm Đức Thầy.
Sẵn dịp, Đức Thầy mới viết mấy chữ vào tờ giấy nhỏ, xếp đôi lại chỉ bằng hai ngón tay, gửi cho ông thôi, mang về cho ông trưởng khuynh. Trên đường về, mấy lần ông thôi định đưa tay vào túi lấy ra xem Đức Thầy viết cái gì trong bức thơ ấy. Nhưng mỗi lần như vậy thì trong bụng ông lại rất hồi hộp nên thôi. Khi ghe về tới Phú An, ông Út thôi cho ghe ghé vào, đưa ngay tờ giấy và nói với ông trưởng phinh. Đây, Đức Thầy gửi cho anh Tám nè. Ông trưởng phinh coi xong bức thơ thì khóc òa, rồi đốt đèn cầy lên sáng rực trong và ngoài. Vợ ông từ nhà sau chạy lên hơ hải và hỏi: Ông xúc động chuyện gì mà khóc lên dữ vậy? Ông trưởng khuynh khoan dạy: Tôi quá vô duyên, không nghe lời thầy tư dạy cứ chần chờ. Nay tôi báo tin cho bà biết là tôi sẽ quyết tâm quy y theo đạo thầy. Lễ lại trong nhà xong, ông trưởng khuynh kêu trong nhà làm con vịt sim đãi đàn bè bạn tâm giao để từ giả. Hôm sau, ông hối hả chạy xe đạp xuống nhà ông cả ở Hòa Hảo, vào kiến diện Đức Thầy. Đức Thầy tươi cười rồi nói với ông Hương trưởng khuynh rằng: Quy y theo đạo mà giết một mạng người. Ông trưởng khuynh nghe xong mà giật mình, vừa lo lắng vừa thắc mắc, tại sao chuyện trên nhà của mình mà Đức Thầy đã biết rõ hết như vậy? Từ đó, ông trưởng khuynh một dạ theo thầy, sắm ghe để làm phương tiện lúc Đức Thầy đi khuyến nông. Khi đất nước lâm nguy, ông hy sinh bán tài sản lo tập hợp thanh niên để tham gia cứu quốc. Thuật theo lời của Thị Nguyên sưu tầm từ tư liệu của ông Tám Khuynh là ông Mười Hạnh cung cấp. Chú thích: Ông Lê Khoát Khuynh sinh năm 1906, mất năm 1969, thọ 63 tuổi. Ông làm hương trưởng làng Phú An, biệt danh là Lý Tùng Thiện, từng giữ các chức vụ như sau: 1. Đại đội trưởng đại đội 3, chi đội 30 vệ quốc đoàn. 2. Chỉ huy phó đội Nguyễn Trung Trực, chi đội 30 vệ quốc đoàn. 3. Đệ nhị phó hội trưởng giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa Hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện chết như thế nào mới tốt. Khoảng tháng 2 năm Canh Thìn năm 1940, lúc Đức Thầy còn đang độ bệnh tại Tổ Đình, một hôm sau thời thuyết pháp, còn khá đông tín đồ ngồi lại chuyện trò trước sân nhà của Đức ông. Họ trao đổi với nhau rất thân mật và rơm rã. Người thì nói: Tôi thấy độ dài có người đau không kịp uống thuốc đã chết, cũng có người không thấy đau yếu tự nhiên ngã lăn ra chết, lại có người ngủ rồi chết luôn, rồi cũng có người đau chưa kịp cạo gió đã chết. Nhiều cái chết bất đắc kỳ tử quá. Người khác lại nói: Chết như vậy mới là tốt, tôi chịu chết như vậy đó, khỏi cực khổ vợ con cũng không hành xác. Đức Thầy từ trong nhà đi ra nghe bàn tán, Ngài mới hỏi: Cái gì mà chết tốt, chết không tốt vậy? Mọi người đứng lên thực lại sự việc như trên. Đức Thầy nghe xong, Ngài mới nói: Chết như vậy mà tốt cái gì? Cái đó là quỷ vô thường đến bắt không kịp uống thuốc hay trói trăng, đâu gọi là chết tốt. Mà chết tốt là mình tu hành đúng những gì trên trước đã dạy, sống sao cho trọn đạo, trước khi chết biết trước ngày giờ, và trước khi dứt hơi thở sau cùng mà còn biết niệm Phật cầu sanh Phật quốc rành rẽ, chính là thể hiện cái kết quả của cuộc đời hành đạo của mình. Chết như thế mới gọi là chết tốt. Tất cả mọi người nghe rồi lặng thinh suy nghĩ. Hóa ra
mình đã tưởng tượng sai lầm. Những trường hợp đã bị ra đi vì lệnh bắt khẩn cấp mà lại cho là chết tốt. Giờ đây thì nghe Đức Thầy phân tích, muốn biết cái chết tốt thì phải tu hành thật tốt, và chết tốt là kết quả nhãn tiền, là điềm triệu cho thấy một quá trình tu niệm tinh chuyên thuật theo lời của ông Quỳnh Hữu Quỷ. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện, xin miễn lại mẫu chuyện thứ nhất. Ông cả đạo Thành Đô, làng Tân An, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, quy y với Đức Thầy năm 1939, nhưng cũng mắc bệnh công phu lơ là. Một ngày nọ, chờ Đức Thầy thuyết pháp xong, ông cả vào trình thưa với Đức Thầy. Bạch Thầy, tôi thấy người tu theo đạo Phật chủ yếu là trao tâm, sửa tánh, nên tôi ít cúng lại. Phần gì và cả quỳ lại khó khăn lắm, nên xin miễn lại có được không Thầy? Đức Thầy nói nhanh nhẹn, phải rồi, ông già cả cúng lại chắc là mệt lắm, nhưng mình là người lớn, phải hướng dẫn kẻ nhỏ và khuyên thông lăng chòm sớm tu hành mới phải lẽ chứ. Từ đó, ông cả thường lui tới gần gũi với Đức Thầy. Khi có người quy y, Ngài cũng hay nhờ ông cả hướng dẫn tập tành cho người ta biết mà cúng lại. Có khi đi đây, đi đó cũng phải làm như vậy. Lâu ngày, bất giác, ông cả Đô suy nghĩ. Tại sao mình đi hướng dẫn anh em đồng đạo cúng lại, mà bản thân mình không làm gương siêng năng? Vậy là trái lẽ quá. Ông bà mình ở nhà, mà mình không chịu lại, lại đi lại ông bà người khác. Hay là đây là cách mà Đức Thầy giác tỉnh mình chăng? Từ đó, ông cả Đô chỉnh đốn thân tâm, nghiêm trì công phu hành đạo và một dạ theo Thầy. Cho đến khi, vì hoàn cảnh của đất nước, lâm cảnh nghiêng nghèo, ông phải tham gia đấu tranh vì độc lập của Tổ quốc. Phật theo lời của ông cả Đào Thành Đô. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện, xin miễn lại mẫu chuyện thứ hai. Thời gian ở nhà cô Ký Giỏi ở Bạc Liêu, tôi bị đau đầu gối, việc công phu đứng lên quỳ xuống lại rất là khó khăn. Đến giờ ăn trưa, tôi mới hỏi Đức Thầy. Bạch Thầy, con bị đau hai đầu gối, tới buổi cúng khỏi quỳ lại, có lỗi không Thầy? Đức Thầy không nói là có lỗi hay không, nhưng Ngài hướng tín đồ luyện tu lên một tầm cao mới. Ngài dạy, dù mặt mình sai đi đâu, nhưng cái tâm hướng về Di Đà Phật Tổ hay Thích Ca Như Lai, thì cái lời nguyện giấy chí thành của mình tới ngay, các ngài sẽ cứu độ cho mình thoát nạn. Tôi vui mừng lãnh hội ý chỉ của Đức Thầy, hình thức chỉ để dẫn đường nhắc nhở cho tâm linh. Quan trọng là tâm linh có chí thành, chí thiết, thì mọi việc cầu nguyện cúng lại mới đạt hiệu ứng màu diệu. Trong bài dặn dò bổn đạo, Đức Thầy đã dạy, thứ bảy chánh niệm dạy thì, khi cầu, khi nguyện, chuyện gì thành tâm, thuật theo lời của ông Lê Công Tĩnh. Chú thích, ông Út Lê Công Tĩnh ở xóm Chài, ngang bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Ông sanh năm Nhâm Tuất năm 1921, khi chúng tôi đến tiếp kiến ông vào năm 2013, thì lúc đó ông được 92 tuổi. Tiếp theo là mẫu chuyện, xá đúng cách. Khoảng cuối năm Canh Thìn năm 1940, Đức Thầy còn ở tại Tổ Đình. Tôi thường lên đây để viếng Đức Thầy và nghe Ngài thuyết giảng đạo lý. Một lần tôi vừa đến thì thấy sân nhà ông cả có rất đông người lui tới. Tôi đi vào thì thấy có hai người đang trao đổi với nhau về cách xá. Họ nói qua nói lại hơi lớn,
và ai cũng tự cho cách của mình là đúng. Một người nói, khi xá Phật, mình xá ba xá là đủ, nhưng mà xá nào ra xá đấy, không xá nhỏ nhấp nhấp trên đầu. Người kia cãi lại, không phải xá ba xá, mà xá bốn xá mới đúng. Cả hai người còn đang bàn cãi, thì Đức Thầy từ trong nhà đi ra, Ngài mới hỏi, vậy phải xá ba hay là bốn mới đúng? Người chủ trương ba xá liền đáp, bạch Thầy, xá ba xá. Đức Thầy hỏi tiếp, còn lại mấy lại? Người ấy cũng nhanh nhẹn đáp, dạ, lại bốn lại. Đức Thầy hỏi một lần nữa, vậy thì cách xá và lại có ý nghĩa ra sao? Người ấy đáp, dạ, chỉ xá từ trên trán xuống ngực mà thôi, còn xá xuống dưới nữa là trượt. Đức Thầy từ từ phân tích, tất cả mọi vật trên trái đất đều là trượt, kể cả thân con người, chỉ có tâm nghĩ quấy, tưởng rằng là trượt, tâm tưởng chánh là thanh. Về cách xá, thì xá ngang giữa hai mí chân mày, xá thẳng xuống từng xá một. Ba xá rõ ràng, mỗi xá đều niệm cho đủ câu Lục Tự Di Đà. Còn về ý nghĩa ba xá là xá Tam Thế Phật, Di Đà, Thích Ca, Di Lặc, tức ba đời chư Phật, quá khứ, hiện tại và vị lai, hay xá Tam Thánh, Di Đà, Quan Âm và Thế Chí. Riêng bốn lại có ý nghĩa để đền đáp tứ đại trọng ân. Mấy vị tín đồ nghe xong thì cố ghi nhớ và tự thẹn với sự cố chấp sai lầm của mình lâu nay. Còn riêng tôi, qua chuyến đi này, tôi rất hân hạnh được Đức Thầy chỉ dạy cho cách thức và ý nghĩa trong việc cúng lại của một người tín đồ Phật giáo hòa hảo, thực theo lời của ông Lê Công Tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện Thành Lòng. Khoảng cuối năm Tân Tỵ năm 1941, tôi xuống nhà ông Ký Dội viếng thăm Đức Thầy và ở lại mấy hôm. Lúc Đức Thầy được rảnh rỗi, tôi mới tới gần và thưa chuyện. Bạch Thầy, năm nay con được 17 tuổi, hữu duyên lại được gặp Đức Thầy. Con cũng đã quy y vào đạo cùng với mấy anh em khác. Phần đông họ nhà nghèo, thời buổi khó khăn phải mặc áo bằng bao bố tời. Có đứa khoét lỗ trồng vào cổ, có đứa khoét lỗ để đút tay ra, có đứa lấy dây chì khâu lại cho dính trên mình, có đứa không áo bằng phải ở trần, có đứa chỉ bận quần ngắn. Tới buổi công phu, họ đứng như vậy trước các ngôi thờ thì có lỗi với bề trên không thầy? Xin thầy chỉ dạy. Đức Thầy nghe xong thì có vẻ cảm thương lắm với những người tín đồ như thế. Ngài cũng cho tôi biết được rằng đó là những tín đồ tốt. Sau này khi thầy trở về, thầy sẽ gọi các linh hồn của những tín đồ thành tín kia trước nhất. Nghe xong lời của Đức Thầy giải bảo, tôi rất vui mừng truyền đạt lại với anh em cho họ vững niềm tin. Thế mới thật khớp với những lời mà Ngài đã dạy trong Giác Mê Tâm Kệ như sau. Tới giới ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Chẳng có cần trà quả hương nồng, mong sanh chúng từ lòng hối ngộ. Thuật theo lời của ông Lê Công Tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện Phật Thiệt Phật Giả. Khoảng giữa tháng 10 năm Kỷ Mão, sau ngày Đức Thầy khai đạo chừng 5 tháng, mà ba tánh thập phương tụ về tổ đình tấp nập để nhờ Đức Thầy trị bệnh, nghe Ngài thuyết pháp và xin được quy y. Lúc ấy, cha tôi là ông Nguyễn Văn Quế, ở làng Hưng Nhân, giáp danh với Hòa Hảo. Ông làm nhân viên cho ông Cò Trình,
được giao nhiệm vụ giữ trật tự ở khu vực tổ đình. Bây giờ cũng có số lính kính do ông Cai Tiên chỉ huy đang trà trộn vào làng sống người để bí mật theo dõi. Với vai trò là hương cả đứng đầu trong làng Hòa Hảo, ông Cả Từ, tên thường gọi của Đức Ông, nhận ra họ, nhưng không biết làm sao để báo cho Đức Thầy biết để phòng tránh chuyện lôi thôi với nhà nước Lan Sa. Lúc ấy, Đức Thầy đang thuyết pháp, ông Cả chờ đợi, lòng như lửa đốt, đi đi lại lại trên con đường nhỏ giữa nhà Đức Ông và nhà ông Út Quắc. Hai tay chắp sau lưng, mặt cúi xuống, vừa đi vừa cằn nhằn. Phật thì từ bi di Phật, chớ ở Phật gì mà nói thao thao bất tiện, không sợ nguy hiểm gì hết, mà Phật có nổi gì. Thời thuyết pháp vừa dứt im đẹp, Đức Thầy đi ngay tới chỗ của Đức Ông. Ngài đứng sau lưng Đức Ông và nói: Ông Cả à, Phật từ bi di Phật là Phật cốt, Phật đúc bằng xi măng, đục đẽo bằng cây, Phật đó không độ được ai. Nói dứt lời, Đức Thầy quay trở về nhà, tiếp tục độ bệnh cho bá tánh. Ông Cả thì giật mình lẩm bẩm: Tại sao mình nói rõ như vậy mà thầy Tư cũng nghe được? Thật cũng là lạ. Tuy Đức Ông đã được Đức Thầy dẫn đi non, tận mắt chứng kiến nhiều việc hiểm hách, về tuyên bố với gia đình, người thân là ông đã gặp vàng thiệt rồi, nhưng chưa đặt lòng tin tuyệt đối như một người tín đồ. Vì Đức Ông nghĩ mình là cha, nghĩ Đức Thầy như một người con còn trẻ tuổi trong gia đình, ráng lắm mới xưng hô là thầy Tư. Giả lại, với nhiệm vụ là một hương cả đương quyền ở làng Hòa Hảo, ông sợ sơ thất phạm tội với cấp trên, nên ông nơm nớp lo sợ như thế cũng phải. Thuật theo lời của ông Nguyễn Văn Quật, Đồng Tháp: Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện không phát lòng phải. Sau chuyến đi khuyến nông, Đức Thầy về ở tại biệt thự số 38 đường Mít Sài Gòn. Một hôm, có người vẻ ngoài trí thức, tay cầm quyển sấm giảng đến xin được gặp Đức Thầy. Khi tiếp chuyện cùng với Đức Thầy, ông ấy nêu câu thắc mắc: Thưa ông Tư, tôi đã xem qua quyển giảng này của ông, nay tôi có điều thắc mắc, xin nhờ ông minh giải. Các tông phái khác đều phát lòng phái cho mọi tín đồ để tổng kiểm tra số tín đồ của tông phái đó. Vì có đạo của ông Tư, vì sao không phát lòng phái vậy? Nhìn qua người khách, Đức Thầy ôn tồn giải thích: Tôi không phát lòng phái cho bổn đạo của mình là lo sau này tín đồ có chuyện xảy ra, nên tôi không phát. Người ấy chỉ vào quyển giảng trên tay rồi nói: Trong quyển tư này, thầy Tư có dạy, kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem kệ này, tu tịnh tại nhà. Rồi tới khắp năm châu, người ta coi kinh giảng quy y theo đạo tu tại nhà, thì làm sao ông Tư nhận biết ai là tín đồ của mình? Đức Thầy tươi cười đáp lại: Đó là việc của tôi, ông đừng bận tâm. Như tôi đã nói, tôi không chủ trương phát phái, vì thời kỳ của Phật Thầy Tây An còn xa, còn thời kỳ tôi ra đời cặn hội Long Hoa lắm rồi. Tôi cho ông biết, tới hội ấy, người hung ác còn, mà người hiền lương cũng còn. Cả hai đều có mặt để được hưởng hoặc bị phạt. Nếu tôi phát phái là vô tình, tôi giết tín đồ của tôi. Người khách ấy biểu lộ vẻ không hiểu lời nói của Đức Thầy, nên mới nói: Tôi đã thắc mắc, nghe ông Tư nói lại càng thêm thắc mắc hơn. Tại sao nếu phát phái cho tín đồ, thì tín đồ sẽ bị hại là sao? Xin ông nói rõ hơn. Đức Thầy vẫn cố giải thích thêm cho người ấy: Vì nếu phát phái, kẻ hung ác nghe nói người có lòng phái mới được vào dự hội, họ không lo tu hành cũng muốn vào, thì phải giết tín đồ của tôi để giật lòng phái.
nên tôi không khoác khoái là vậy. Qua phút trầm ngâm suy nghĩ, ông ấy hỏi tiếp. Ông Tư nói có lý, nhưng làm sao nhận ra ai là tín đồ của ông mới được? Đức Thầy nói nhanh. Dễ lắm ông à. Ai là tín đồ Phật giáo hòa hảo thì phải giữ 8 điều răn cấm. Đó là tiêu chuẩn để giữ hội đó. Vị khách gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình và chấp nhận lời giải thích rất hợp lý và rất căn cơ của Đức Thầy. Ông thấy điều ông thắc mắc đã được hóa giải, không mấy khó khăn. Việc Đức Thầy trù tính còn xa rộng hơn ông nghĩ rất nhiều. Thuật theo lời của ông Lê Văn Phú. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện linh hồn và sự tiến hóa. Khi Đức Thầy về nương ngủ nơi nhà ông Hương Bộ Thạnh, quần chúng nghe tin cũng tụ họp về đây rất đông đảo như một làng hòa hảo thứ hai. Có nhiều nho gia thức giả ở tận Sài Gòn. Sau khi được biết Đức Thầy chỉ học hết bậc tiểu học thì rất lấy làm lạ và tìm đến đưa ra những vấn đề có tính khoa học để cặt vấn, để trắc nghiệm trình độ của Đức Thầy. Hôm ấy có tôi cùng chứng kiến việc vấn đáp ấy, vị đại diện ấy đưa ra câu hỏi. Thưa Thầy Tư, tôi có điều chưa rõ muốn được thỉnh giáo. Linh hồn có thật không? Và khi chết, nó sẽ có mắt theo thể xác hay còn tồn tại? Xin Ngài thí dụ để minh chứng. Đức Thầy cho ngay cái thí dụ. Chắc ông biết cây đàn tranh. Người ấy nói ngay. Dạ biết. Đức Thầy nói. À, vậy khi nghệ nhân khải ra thanh âm là tự nó có hay do người đã học nhạc lý mà khải lên tiếng đàn trầm bổng? Người ấy đáp vẻ dễ dàng. Tất nhiên người nhạc sĩ kia phải học từ thầy dạy và thực hành trên cây đàn. Đức Thầy nói tiếp. Nếu chẳng may cho người chủ nhà bị cháy, cây đàn cũng bị cháy theo, có phải vì thế mà mất luôn những bản nhạc đã học? Người ấy liền phân biện. Dạ không, chỉ có cây đàn bị cháy mà thôi, chớ âm thanh nhạc lý vẫn còn trong trí của nghệ nhân. Đức Thầy diễn giảng. Cũng như thế đó, thanh âm nhạc lý hay lời ca du dương cung bậc trầm bổng vẫn còn nếu nhạc sĩ kia sử dụng trên một cây đàn khác. Và nếu anh ta chuyên luyện thì trình độ sẽ tiến xa và đàn hay hơn. Đây là sự tiến hóa theo công luật tự nhiên. Cây đàn giống như thể xác, còn nhạc lý, tiết tấu ví như linh hồn không sao mất được. Bây giờ tùy theo nghiệp nhân tạo tác thiện ác mà linh hồn sẽ đi theo thể xác mới và sự sống mới lại tiếp tục. Siêu thăng hay trầm luân trong dòng luân hồi sanh tử đều do nghiệp nhân thiện hay ác. Vấn đề vẫn chưa dừng lại ở đây, vì có người trong nhóm hỏi tiếp. Tại sao thế kỷ trước, dân Việt Nam có 20 triệu người, bây giờ lại 25 triệu, thì dù linh hồn có tồn tại, thì lấy đâu ra thêm 5 triệu để tương ưng với số dân mới? Dân số cả thế giới cũng diễn biến thay đổi như thế, thì làm sao bình quân cho được giữa linh hồn và thể xác, thưa ông? Đức Thầy vẫn không chút nao núng, Ngài mới nói tiếp. Đâu chỉ có loài người mới có linh hồn, mà các sinh vật, cây, đá, muôn loài, vân vân, trong vũ trụ vạn hữu từ hình ảnh và cả vô hình, cả thế giới khác. Một khi nhân duyên hội đủ tự nhiên sẽ có sự tương ưng. Nếu loài nào có đời sống thuần khiết sẽ tiến hóa dần lên từ cây cỏ, đất đá, thú vật, con người, tiên Phật, siêu hay đỏ trong tứ sanh lục đạo hoặc vượt trội cao hơn. Tôi thí dụ, ông lấy cái thùng đổ chung cả nước, dầu và xăng rồi khuấy đều lên. Một hồi lâu ông sẽ thấy rõ. Nước nặng hơn nên chìm sâu xuống đáy.
kế đến là dầu, và sau cùng là xăng nổi lên mặt nước. Cái thùng quý cho vũ trụ, nước, dầu, xăng quý cho linh hồn. Nếu cái nào nặng sẽ chìm, cái nào nhẹ sẽ nổi lên trên. Cứ như thế, sự thăng trầm là luật tiến hóa. Do đó, người tu hành hiền đức luôn luôn tránh xa mọi tội lỗi để sống đời thanh khiết. Tức nước, dầu, xăng ở chung trong thùng, nhưng thể chất lại khác nhau. Cũng như người hiền phải sống chung với kẻ bất lương. Cũng tương tự, như ông là người có trí thức, có địa vị trong xã hội. Nếu vi phạm luật pháp phải ngồi tù, địa vị trong xã hội sẽ không còn nữa. Phải chung sống với lớp tù nhân bất lương trong ngục tù. Ngược lại, ông biết tu tịnh, gieo nhân thiện lành thì sống cuộc đời vui vẻ. Nghe qua cuộc luận thuyết, tôi thấy sáng tỏ vô cùng. Nhờ sự khéo léo dẫn dụ của Đức Thầy mà những vấn đề xem như là trừu tượng được lý giải một cách cụ thể. Tặng thâm tâm tôi thấy nể phục Đức Thầy muôn phần, nên tôi xin tự nguyện quy y theo Đức Thầy mà tu học, thuật theo lời của ông Hà Hoàng, Sài Gòn. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo là mẫu chuyện cách cúng quải. Ngày 13 tháng Chạp hàng năm là ngày giỗ của mẹ tôi. Năm nay, tức năm 1945, khi đám giỗ xong, tôi trở lên Sài Gòn, mang theo một số bánh tét, bánh ít để đại đằng anh em, ở cùng với Đức Thầy, nơi căn nhà số 38 đường Mít. Tôi nhờ cô Ký và mấy cô nơi nhà bếp cắt bánh dọn ra, mời Đức Thầy và anh chị em cùng dùng. Cô Ký tính cho tiện, nên cắt ngang khoanh bánh luôn cả lá, để khi cầm ăn thì không bị dính tay. Chuẩn bị vào dùng bánh, Đức Thầy cầm khoanh bánh lên, nét mặt vui tươi, hỏi anh em nơi ấy: các ông ăn bánh tét, có ăn luôn lá hay bỏ lá? Ông xã bộ lên tiếng trả lời Đức Thầy: bạch Thầy, lá chỉ cầm cho khỏi dính tay, chớ đâu ăn được. Đức Thầy mới nói tiếp: tôi nói cho anh em để ý, khi cắt bánh dọn ra mời khách nên lột hết lá, lấy lá lót bên dưới, bánh để bên trên, rồi dọn đũa gấp ăn mới là lịch sự và vệ sinh. Đặc biệt là muốn dâng cúng món chi trên bàn thờ ông bà cha mẹ, không nên để y nguyên vỏ hay lá mà phải cắt lột hết ra như đại thượng khách vậy, để tỏ ra sự cung kính trân trọng bề trên. Thế là trong một lần ăn bánh mà chúng tôi cũng được Đức Thầy dạy cho một bài học. Thật Ngài không bỏ qua một cơ hội nào để nhắc nhở dạy dỗ tín đồ. Chúng tôi cũng cố gắng ghi nhớ để truyền đạt lại cho nhau nghe, và suy nghĩ rằng người tu không bỗng dưng mà thành tiên thành Phật, mà phải tế tâm thành tựu từ những việc rất nhỏ, thuật theo lời của ông Bộ Với. Nam mô A Di Đà Phật.